để tiếp tục tôn vinh, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của áo dài Việt Nam, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phúc đã tiếp tục phát động tuần lễ áo dài di sản văn hóa Việt Nam từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2021 bằng các hoạt động thiết thực cụ thể, phù hợp nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài tại địa phương, nơi sinh sống, công tác, đặc biệt là quan tâm đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19. Hưởng ứng tuần lễ áo dài 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phúc đã phát động các cấp hội triển khai đến 100% cán bộ hội viên thực hiện và khuyến khích 100% nữ cán bộ công chức viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị tham gia thực hiện tuần lễ áo dài. Đồng thời tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ, cán bộ công nhân viên chức lao động nữ trên địa bàn xã mặc áo dài trong các hoạt động ở công sở, trường học, các sự kiện trong gia đình, xã hội, động viên hội viên phụ nữ, nữ thanh niên trên địa bàn xã trong những điều kiện phù hợp tham gia quảng bá, mặc áo dài khẳng định giá trị, vị thế của áo dài trong xã hội. Áo dài chính là quốc hồn của người phụ nữ Việt Nam. Ngay sau khi phát động, các hội viên trên địa bàn xã và tại các đơn vị đã rất tích cực hưởng ứng phong trào này. Mang trên mình chiếc áo dài có thể giúp chị em phụ nữ tự tin, duyên dáng, giúp tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ và che đi một số khuyết điểm trên cơ thể. Bên cạnh đó, tà áo dài còn là niềm kiêu hãnh, là bộ quốc phục mang hơi thở dân tộc, bản sắc văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, cũng nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phúc còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Thiết thực chào mừng hoạt động 91 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phúc phát động tuần lễ áo dài, phát động từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2021 và mặc đồng loạt vào ngày 20 tháng 10. Và bên cạnh đó thì Hội Phụ nữ cũng đã trao những phần quà san sẻ yêu thương cho những hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đặc biệt là những phụ nữ trở về từ vùng dịch và đang cách ly tại các nhà văn hóa thôn bản. Và bên cạnh đó thì Hội Phụ nữ cũng đã phát động cái đợt thi đua phụ nữ với phong trào 503 sạch. Thì đợt này thì chấm điểm theo các tiêu chí và trao giải cho các cái đơn vị đạt kết quả cao. Đây là dịp để chị em cùng làm đẹp trong tà áo dài truyền thống của dân tộc, nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh áo dài của phụ nữ Việt Nam, khẳng định chủ quyền áo dài Việt Nam, hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.